Đây là chiếc máy xay sinh tố hàng Nhật bãi, có thương hiệu là Hitachi nhé. Chiếc này máy điện 100V, công suất 120W. Cốc thủy tinh của nó là 700ml nhé. Cốc thủy tinh rất là dày, máy còn đẹp zin bản 100% nhé, chạy rất là êm. Trên cái dây nguồn này còn có chữ Hitachi này. Ở đây trên này nó có thương hiệu Hitachi này, nhưng mình lau nó hơi mờ đi nhé. Đây là nút công tắc bật tắt này. Để quay cái máy bốn quanh. Đây cái tem thông số kỹ thuật của nó nhé. Đây điện 100V này và công suất của nó là 120W. Lắp đậy còn rất là đẹp luôn. Lưỡi dao thép titan nhá, sắc cốc thủy tinh rất dày nặng này. Bánh răng còn rất đẹp luôn nhé, không có một chút nào gọi là mòn luôn nhỉ. Đế cao su tuyệt đẹp nhá. Rồi bây giờ mình đây là cái đế của máy này, cái số seri máy. Rồi, bây giờ mình test máy chạy nhá. Chạy rất bon nhé. Đấy, bác nào quan tâm với sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0358742679 nhé. Ở chiếc máy Hitachi này có giá là 550k nhé, 550k, máy chạy siêu bền luôn và êm khỏe này.